trở thành một trong những bản hợp đồng tệ nhất Premier League là điều chẳng ai mong muốn cả. Bạn biết đấy, một giải đấu tuyệt vời với nhiều đội bóng mạnh và cầu thủ tài năng, áp lực không bao giờ là thứ dễ dàng phải chịu đựng. Dĩ nhiên chỉ những người thất bại mới nằm trong số những cái tên tệ nhất, thường là như vậy. Nhưng khi sự thất vọng đi kèm với người mà bạn mến mộ nhất thì cảm giác sẽ thế nào? Bạn có thấy anh chàng này chứ? Một chàng trai mảnh khảnh, tóc dài với chiếc băng đô và chiếc áo số 9 của sắc đỏ Merseyside. Anh ta là niềm hy vọng mới của Anfield khi đó. Cả thế giới nói về anh như số 9 hủy diệt nhất châu Âu. Ngoại hạng Anh khi đó không chỉ có Cristiano Ronaldo, Fernando Torres cũng khiến nó bùng nổ như vậy. Một cầu thủ trẻ đến từ bán đảo Iberia, ghi bàn liên tục và có người còn gọi anh là biểu tượng mới của Liverpool. Sự kết hợp của Fernando Torres khi đó cùng với Steven Gerrard là không thể tin được. Bạn biết Rio Ferdinand chứ? Đúng, gã cao 1m89 trông ai cũng ngán ấy. Anh ta thậm chí còn cho mình đứng hàng đầu trong những cặp trung vệ đỉnh nhất của giải đấu. Thế thế mà, sự kết hợp giữa tôi và Nemanja Vidic có thể xem là tốt nhất lịch sử ngoại hạng Anh. Hầu hết tiền đạo đối phương phải giạt ra cánh khi phải đọ sức với chúng tôi. Tuy nhiên, vẫn có một vài trường hợp khiến một trong hai bọn tôi gặp vấn đề. Fernando Torres chính là người ấy. Đó hẳn là khi Ferdinand nói về cuộc đọ sức giữa Manchester United và Liverpool hồi tháng 3 năm 2009. Trận đấu mà Torres liên tục khiến Vidic mắc sai lầm, để lại một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất về sự bất lực của cầu thủ người Serbia trước chàng tiền đạo người Tây Ban Nha. Trận đấu ấy thậm chí Vidic còn dính thẻ đỏ, còn Man United thì thua 1-4. Phong cách thi đấu của El Nino luôn rất bùng nổ. Anh có thể được xem là khắc tinh của Vidic, người dường như có thể tính toán trước được mỗi pha va chạm với trung vệ huyền thoại của Manchester United nhờ tốc độ và sự tinh quái của mình. Sự xuất sắc của Torres tất nhiên không thể thoát khỏi radar của các ông lớn, những đội bóng lắm tiền nhiều của, và tất nhiên Chelsea của thập niên 2000, kể từ thời của Roman Abramovich là một đội bóng hoàn hảo cho những mô tả đó. Họ đã chinh phục thành công nước Anh từ lâu rồi, nhưng chiếc cúp bạc Champions League vẫn còn thiếu trong tủ kính lúc bấy giờ. John Terry đã đá hỏng quả luân lưu định mệnh trong đêm mưa ở Luniki, biết nói gì hơn về những loạt sút may rủi. Ngay trong mùa hè 2008, Chelsea trong sự giận dữ của họ quyết tâm chiêu mộ thêm những cầu thủ xuất sắc nhất. Một lời đề nghị khi ấy đã được gửi đến Liverpool với cái giá 50 triệu bảng. Nhưng chính Torres đã lắc đầu từ chối khi nói rằng còn nhiều năm nữa anh mới rời The Kop. Giấc mơ vô địch của Chelsea tiếp tục sụp đổ trong trận bán kết tai tiếng với Barcelona mùa giải 2008-2009. Những năm tiếp theo, họ bị Inter Milan của Mourinho và Man United đánh bại ở vòng knockout. Và kết quả trắng tay đã khiến Carlo Ancelotti bị sa thải. Trong năm đó, sự thất vọng của câu lạc bộ này không chỉ tập trung vào phong độ của đội bóng mà còn đến từ bản hợp đồng kỷ lục của họ. Tháng 1 2011, Chelsea hoàn tất thành công bản hợp đồng kỷ lục của mình. Cuối cùng thì họ cũng đã có Fernando Torres. Và tất nhiên rồi, họ quyết định trao cho anh chiếc áo số 9. Anh đã trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ tư trên thế giới sau Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic và Kaká. Tất nhiên những cổ động viên của Liverpool không hề thích điều này. Rất nhiều người đã bắt đầu gọi anh là Judas và những chiếc áo của Torres tại Liverpool bắt đầu bị đốt đi. Đó được cho là một sự lựa chọn ích kỷ. Với người Liverpool ngay chính lúc đó, bạn không thể thay đổi suy nghĩ của họ được. Còn Torres ư, anh đã có lựa chọn của riêng mình, nhưng cũng sẽ là một thử thách không nhỏ bởi trước đây nhiều cầu thủ đã khoác chiếc áo số 9 của Chelsea nhưng đều không thể hiện được tài năng và đều phải ra đi. Thực tế là sau World Cup 2010, Torres phải lên bàn mổ để phẫu thuật chấn thương. Và khi trở lại Liverpool, anh không còn phong độ khi trước. Đó cũng là một phần cho lý do Liverpool chấp nhận bán anh cho đối thủ. Nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha lại có một cảm giác khác. Khi tôi thấy đội hình Chelsea năm đó với những ngôi sao như Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Ashley Cole hay Piszczek, tôi tin rằng những khoảnh khắc đẹp nhất của họ vẫn chưa tới. Tôi tin chắc rằng đội bóng này rồi sẽ vô địch Champions League. Vì một thế hệ đỉnh đến mức vậy không thể nào kết thúc mà không có một danh hiệu thật lớn. Nhưng với tất cả những kỳ vọng có trong suy nghĩ, hẳn Torres đã phải sống trong tuyệt vọng tột cùng. Ngay từ khi anh bước ra màu áo mới và bắt đầu chiến đấu cho đội bóng thành London, anh được Ancelotti đưa ra sân ngay trận gặp Liverpool vào tháng 2 năm 2011. Một quyết định táo bạo ngoại trừ việc đó là một quyết định đáng quên của The Blue và của chính Torres. Chelsea nhận thất bại không một, còn Torres thì chơi như một người vô hình đúng nghĩa. Torres tiếp tục trải qua 12 trận tiếp theo tịt ngòi và những lời cay độc nhất nhằm vào anh đã bắt đầu xuất hiện. Cú lừa của Liverpool, họ đã bán cho Chelsea một Torres giả. Thậm chí Carlo Ancelotti, huấn luyện viên của Chelsea thời điểm đó còn phải ngao ngán và buộc phải đưa anh lên băng ghế dự bị. Khi số trận đấu tịt ngòi của tiền đạo này ngày càng gia tăng cũng là lúc một áp lực khủng khiếp đè nặng lên vai anh. Nó đã lên đến 2 con số và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Chelsea vừa thực hiện một bản hợp đồng khủng vào mùa đông. Và cơn hạn hán đó chỉ kết thúc với Torres khi anh ghi bàn thắng đầu tiên cho Chelsea và Leeds West Ham vào tháng 4 năm 2011, đánh dấu sự kết thúc của chuỗi tịt ngòi kéo dài 3 tháng, 16 trận và 734 phút. Đó cũng là một phần đánh dấu cho mùa giải thất bại của Chelsea. Đội bóng này bước vào mùa giải 2011-2012 với sự thay đổi lớn. Khi Arne Villas-Boas lên cầm quyền, Torres khi đó đã có một tuyên bố mạnh mẽ với truyền thông: "Tôi đã phục hồi toàn bộ phong độ và tôi chưa quên cách ghi bàn." Thật may khi Torres nhanh chóng chứng minh điều đó. Ngày 18 tháng 9 năm 2011,
Anh có một bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Manchester United, một pha thoát xuống sau đường chọc khe của Anelka trước khi bấm bóng vào lưới của David De Gea, rút ngắn cách biệt 3 bàn mà Chelsea đang bị dẫn trước. Sau bàn thắng đó cũng là khoảnh khắc đáng quên nhất của Torres trong sự nghiệp. Đó là pha bóng mà anh hoàn toàn đã vượt qua David De Gea nhưng lại dứt điểm hụt trước một khung thành bỏ trống. Những tờ báo Anh khi đó lại tiếp tục có lý do để bàn tán: Torres, anh bị sao thế? Torres lại tiếp tục ghi bàn trong trận đấu với Swansea một tuần sau đó để đánh dấu lần đầu tiên lập công ở hai trận đấu liên tiếp. Nhưng anh phải rời sân với chiếc thẻ đỏ sau pha vào bóng với Mark Gower. Đó cũng là lúc sự tự tin của Torres xuống dưới mức thảm hại. 19 trận liên tiếp không ghi bàn thì có thể gọi gì hơn được nhỉ? Tận hơn 6 tháng sau, Torres mới ghi bàn trở lại trong trận gặp Aston Villa vào tháng 3 năm 2012. Những phân tích về lý do vì sao Torres trông lại sa sút như vậy xuất hiện. Đầu tiên được cho là anh đã chơi giống một tiền vệ công hơn là một tiền đạo. Tên điên nào lại mua người ghi bàn xuất sắc về để làm điều đó? Câu chuyện về lời nguyền số 9 cũng được mổ xẻ để chỉ ra rằng Chelsea không nên chống lại những thứ tâm linh như vậy. Torres cũng không được đánh giá là một tiền đạo kiểu Chelsea, một người to khỏe, mạnh tranh chấp và làm tường. Điều đó buộc Torres phải thay đổi. Người ta thấy anh xuất hiện trong những phòng gym lại London để giúp cơ thể mình dày hơn. Nhưng những thứ mà người ta mê về anh, một kẻ tấn công chớp nhoáng, chớp thời cơ và kết liễu đối thủ cũng không còn nữa. Chelsea đã lội ngược dòng trước Napoli và đánh bại Benfica để góp mặt vào bán kết Champions League năm ấy. Đối thủ của họ là nhà đương kim vô địch Barcelona. Nhưng chắc chắn Chelsea sẽ nhớ đến Barca như một trong những kẻ thù của họ hơn. Đây là cơ hội để trả mối thù ấy. Chelsea đã có một trận lượt đi thuận lợi với bàn thắng duy nhất của Drogba và họ sẽ hành quân đến Camp Nou để giải quyết nốt phần còn lại. Chelsea gặp bất lợi khi để Barca dẫn 2-0 quá nhanh chóng trong tình thế Terry bị đuổi khỏi sân. Nhưng song song với khoảnh khắc đáng quên nhất sự nghiệp, đó là khoảnh khắc mà Torres được thay Drogba vào sân ở phút 80. Hơn 10 phút sau, Torres nhận bóng từ giữa sân, chạy một mạch đến vòng cấm địa, lừa bóng qua thủ môn rồi sút vào lưới trống, chẳng khác nào Torres của những ngày huy hoàng. Đó chính là dòng cảm xúc mãnh liệt nhất của chính Torres trong màu áo của Chelsea. Đó chỉ là bàn thắng thứ 8 của anh trong mùa giải, nhưng nó đem lại mọi sự hả hê lớn nhất trong lịch sử của câu lạc bộ này. Kể cả xuất hiện phần lớn trên băng ghế dự bị trong trận chung kết, nhưng Torres vẫn để lại dấu ấn khi kiếm về một quả phạt góc để Drogba từ đó gỡ hòa một đều cho Chelsea ở phút 88. Phần sau như người ta đã nói là lịch sử. Những bức ảnh mà Torres thể hiện hạnh phúc với chiếc cúp bạc, cắn huy chương vàng trở thành một trong những khoảnh khắc trái nghịch nhưng cũng thú vị nhất trong sự nghiệp của El Nino. Torres đã lên ngôi cùng Tây Ban Nha trong mùa hè năm đó với cánh hiệu vua phá lưới. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi được bàn thắng tại hai trận chung kết Euro liên tiếp. Nhưng đó vẫn được coi là một danh hiệu may mắn của anh. Có lẽ khi đó Torres bắt đầu được thần may mắn bù đắp cho những bất hạnh của mình trước đó. Nhưng sự nghiệp của Torres nghiệt ngã ở chỗ là nhiều khi tưởng anh sẽ trở lại thì tất cả lại té ngửa. Đó là những năm mà sự kỳ vọng dành cho Torres cũng trở thành câu chuyện cười trên mạng xã hội. Tháng 10 năm 2012, anh kết thúc trận đấu với Manchester United bằng một chiếc thẻ đỏ và câu lạc bộ nhận trận thua 2-3 khi phải chơi thiếu người. Premier League quên đi Torres hay như thế nào? Nhưng Europa League năm đó của Torres là một bộ mặt hoàn toàn khác. Anh ghi 5 bàn thắng trên con đường tiến vào chung kết trước khi Torres đi bóng qua một thủ môn lão luyện khác, thu thành người Brazil Artur Moraes của Benfica để mở tỷ số trong trận đấu cuối cùng. Một trong những bàn thắng đẹp nhất ở các trận chung kết châu Âu, một pha solo mỹ mãn, truyền cảm hứng chiến thắng cho Chelsea, để rồi họ vô địch Europa League với chiến thắng 2-1. The Blue trở thành câu lạc bộ đầu tiên vô địch Champions League rồi Europa League ở hai mùa giải liên tiếp. Có thể nói rằng cuộc hội hộ với Rafael Benitez tại Chelsea giúp Torres cải thiện nhẹ được phong độ. Toàn bộ mùa giải 2012-2013, Torres ghi 22 bàn trong 64 trận ra sân, một màn trình diễn chấp nhận được. Nhưng rồi sau một quãng thời gian đáng thất vọng khác, vào mùa bóng 2013-2014, dưới thời của Jose Mourinho, El Nino đã bị đẩy sang AC Milan theo dạng cho mượn, gần như chấm dứt giai thoại của Fernando Torres tại Chelsea. Theo thống kê, trong 3,5 năm khoác áo Chelsea, chân sút người Tây Ban Nha Fernando Torres ghi vỏn vẹn 45 bàn thắng, nghĩa là với mức giá chuyển nhượng khoảng 50 triệu bảng. Mỗi bàn của Torres cho đội chủ sân Stamford Bridge đáng giá tới 1,1 triệu bảng. Hoàn toàn là nực cười so với những gì anh từng làm được tại Liverpool. Torres chính thức trở thành bản hợp đồng tệ nhất trong lịch sử đội bóng. Tất nhiên anh cũng không giữ danh hiệu đó quá lâu. Sau này, khi được hỏi về quãng thời gian đó, Torres vẫn vui vẻ thừa nhận rằng mình không hề hối hận khi khoác áo Chelsea. Những gì mọi người thường nói về quãng thời gian của tôi tại Chelsea không giống với những gì trong suy nghĩ của tôi. Nói cho cùng thì đó chính là đội bóng giúp tôi giành được nhiều danh hiệu nhất. Trong 3 năm tôi đã có được rất nhiều danh hiệu lớn ở đó, cho nên những ký ức của tôi về Chelsea khá là đáng nhớ. Có một điều về Torres khiến người Chelsea chưa bao giờ coi anh tệ đến vậy. Đó là kể cả khi anh gây thất vọng, anh dứt điểm 5m vào lưới trống và hụt, anh dính thẻ đỏ và kéo dài chuỗi thành tích tịt ngòi. Đó là việc anh chưa bao giờ cố tình làm điều đó. Torres trong những năm tháng trong màu áo Chelsea đã luôn nỗ lực để đứng dậy, tức giận và thất vọng vô số lần với bản thân mình, bất chấp cho việc nhận được những phản ứng tiêu cực đến thế nào. Đó mãi mãi là điều khó hiểu nhất với bóng đá. Bạn thấy những cầu thủ đánh mất sự nghiệp vì họ không còn nhiệt huyết với trái bóng, nhưng đó không phải là Torres. May mắn là anh vẫn có những danh hiệu đồng hành cùng mình.